Vậy làm sao mà lên cho nổ? Đây là anh Khui mình nhất suy nghĩ là nếu em đang kiếm cái gì vậy. Sao kêu không ra, tạo kêu không ra chứ. Còn ngô biết liêu rồi cứu người không rồi. Cứu gì cứu, người chó là mà cứu nữa, ra trong ra kia không, mình làm bữa người ta. Lấy mình vô chứ giờ mới đồ có cái lấy lần vô. Họ ghi tao tạo ghi với chiếc tiêu tao bự luôn rồi. Làm nhạc vô với làm ấy bên đi giang đi liều. Họ liều đu. Bay ông kêu nọ kêu đu kìa. Bay cái lên. Chiều lâu giờ ấy mình nè, kiếm mình vô vô. Sớm gì mà lộn ra tàu ở không dưới ta. Mới vậy. Lộn luôn vậy. Mình đu dây lên chứ lộn gì nó đập vô bài không? Lộn ra chứ gì. À 49 là số sao? Để thằng nó điểm đâu. Được chưa? Điểm đâu. Ai. Cái thằng nó để nó lấy cái điểm trong tủ đâu. Đấy cái kia Bình Định. Em không biết kia, nếu mà kia trong anh em mình là xuống đi nhận nha. Là Bình Định là 49 số sao sao tơ ít á. Chết mẹ bắt chim. Hãy subscribe cho kênh Bình Định để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. này luôn. Còn ngượng quán này. Đúng rồi, xin vô. Xin vô. Ê, lên chi sĩ cho người ta biết cái kia ai xuống nhận nha. Giờ sĩ Hải lên giúp người ta này. Lên. Đông đông con à, đông đông. Phụ chấp được con sát vô cái chứ. Đây là huấn luyện viên chỉ đạo. Huấn luyện viên chỉ đạo. Thấy em Sư Hải nhiều tên không? Ai mà cứu được mà bây coi, bây giờ người ta tới coi. Quay chứ. Mình cứu được gì cứu mà cái dễ tạo, cứu gì cứu mà dễ tạo. Quay này người nhà người ta biết người ta hạ xuống. Hiểu không? Chơi giờ tụi đang cứu được cái gì? Bà cho mày xuống cứu đi. Không cứu được không chứ cứu ai? Đủ nó vỡ đá cơ không? Tức cơ không? Quay mày tưởng đường hả sao vậy? Quay gì cho ta biết lỡ anh em tôi nhân nó xuống sao? Biết nhà cửa nói vậy không kêu mày tưởng gì sao vậy? Kia đang tấp vào Xuân Hải. Em nói giờ kia đang tấp vào Xuân Hải. Nói đầu. Chỉ tin bây giờ. Ở vậy á? Ai là người nhà xuống phụ trợ giúp nhé. Kéo gì 1000 người bị xuống kéo. Quay ta biết người ta tới chưa? Ôi chập mà đụng mày tao lấm cha bây giờ. Chập. Đông gấp đông rồi, đông tụi mấy người. Vậy mà không vô sao mà cứu. Có mượn tiền cho con phụ làm giùm cho. Công an cứ xuống cứu luôn. Công an này. Còn cái ba quỷ thì chó một ngày tội nó ra rồi. Ê công an. Người bay nói. Không phải nói thôi. Có người dân mình giúp rồi thì vậy. Người bay công an. Chặt là vô thủ mình cùng tay mình đạn vào đầu luôn. Đâu nói nào rồi ra. Má này về nó nếu mà vô thủ đỉnh mà chiếm trà đâu. Nè, người dân sẽ hái nhiệt tình chưa? Đi bàn cho sẽ đi bàn bò rồi chứ. dẹp nó sao cậu chứ cậu hả? Một đàn đi nữa. Còn phải á. Rớt nó mới đít ra luôn rồi mà còn nữa ông nó còn mới đít ra giữ được rớt nó đít cầu nó bị nó tiếc lét tại vì nó quấn lên chút mũi là nhờ cái xỏ nó chịu mà nó quấn lên siêu lái là nhờ cái bên đít mà đít nó rụng lầu chuẩn bị nó tên bèn lên chứ chương trình nó còn rớt rồi chưa này hồi nãy cái chương trình cái bánh đú nó tù mà có cái chương trình nó nếu nó đú lại nó đú đứng không à ở trường trung dịch nó đi vô ấy chạm nó rớt trung dịch đầu bên đúng nó tàu vòng nãy giờ nó tàu lên trong suốt này ha tàu xuống nước kia đâu cái gì đó hả cái bên ú cái lồng cốt đó còn trung dịch là nó nhặt này dầu nó rớt hay nhặt này dầu ấy nó trồn gác nó trồn rồi nó trồn vào trung dịch đó mà ra lẹn thấy liền nó vô trung dịch nó bốn tay.